Và bây giờ mình sẽ tới bước phủ phấn. Bạn nào mà da dầu á thì mọi người có thể dùng phấn nén ở các phần chữ T, ví dụ như là cái phần này. Đó, phần này. Và sau đó mọi người dùng phấn phủ bột để mà phủ sơ những cái vùng ở xung quanh. Còn Đào thì Đào thích dùng phấn phủ bột hết toàn mặt hơn. Rồi bây giờ mọi người nhìn Đào phủ ha. Đào sẽ dùng một cái bông mút dày như vậy. Lấy phấn này, mình lấy nhiều đại đi không có sao hết á. Đó, mình dặm lại vô cái nắp này. Đó, để cho nó bỏ bớt cái phấn thừa ra. Đó, đó là phấn nó đã mỏng hơn rồi đúng không? Đó, đây là cái lượng phấn vừa đủ luôn nha mọi người. Giờ Đào sẽ baking. Đây là baking nè mọi người. Đào sẽ set lại những cái vùng mà nó dễ vỡ nền nhất. Ví dụ như là vùng dưới mắt. Set cũng vừa đủ thôi chứ đừng có set dày phấn quá nha mọi người. Dày phấn quá thì cái nền của mình nó sẽ bị rất là khô luôn. Và ở phần khóe mũi. Nguyên vùng mũi luôn. Cái vùng này hay chảy mồ hôi nè, đúng. Và vùng dưới cằm. Cứ để đó mình vẽ lông mày hay là gì đó cũng được. Sau đó mình quay trở lại mình phủi cái phần phấn thừa này đi. Sẽ dùng một cây cọ vừa như vậy, không bự quá ha mọi người. Và bây giờ Đào sẽ phủi. Phủi đi. Nếu như chén mọi người có nhiều dầu thì mọi người cứ baking ở phần trán luôn ha. Sau đó mình phủi y chang như là những cái vùng này thôi. Đó thì mọi người sẽ thấy cái lớp nền của mình rất rất là ráo luôn. Nhất là những cái vùng này nè. Đó, những cái vùng này đeo khẩu trang nó rất hay là bị dính nền. Làm y chang như vậy cho Đào, đảm bảo không dính nền lên khẩu trang luôn. Tại vì mình baking nãy giờ á, nó làm ráo cái lớp nền của mình hết trơn rồi. Sao nó dính ra được đúng không? Rồi mọi người nhớ những cái vùng xung quanh Đào chưa phủ phấn không? Đó, bây giờ Đào phủ phấn bằng cọ nè. Phủ sơ thôi. Đó, những cái vùng này. Mọi người dùng cái mặt ngoài của bàn tay của mình nè, mọi người rờ vô, mọi người ấn nhẹ vô. Mọi người thấy cái chỗ nào mà nó còn ẩm ẩm á, mọi người phủ phấn thêm chỗ đó ha. Cái vùng này còn ẩm nè mọi người. Bây giờ Đào sẽ phủ phấn thêm cái vùng đó. Dặm nha mọi người, quên nói nữa, nãy giờ là những cái thao tác của mình là đều là dặm hết nha. Đó, mình dặm cho nó ăn phấn trước, sau đó mình thấy còn phấn thừa hay gì đó thì lúc đó mình hẳn phủi. Tại vì mọi người biết sao không? Nếu như mọi người apply phấn lên mà mọi người quẹt như vậy liền á, cái nền của mình nó đang ướt mà đúng không mọi người? Nó sẽ dính cái vân cọ này. Đó, dặm trước, mình dặm những trước. Đó, cho cái mặt đó, cho cái bề mặt của mình nó ăn phấn trước đi đã, sau đó là mình hẳn phủi ha. Đây là nền sau một tiếng khi nền đã tẹp vào da rồi nè. Phần sau Đào sẽ chỉ mọi người đánh khối nha. Cứ dùng thêm xịt khóa makeup nếu như thích nè.